Ủa trời, sao đi có mình vậy? Vợ dạ đâu? Sáng nay vừa cãi nhau rồi nhỉ? Ủa sao? Vợ em nó làm mất giá trị của em quá. Vợ em nó làm mất giá trị của em quá. Ôi trời đất ơi, sao không đưa vợ ra? À bây giờ em phải ra trước để mọi người thấy giá trị của em trước. Em phải ra đi em ơi, nhanh lên nào. Bây giờ mà anh mà đổ ghế cho em một cái em thích lắm. Một cái lời coi như là thay mặt chương trình là xin lỗi bạn đó, bằng một cú té ghế vì đã để cho bạn lỡ hẹn tới năm năm trời. Tôi thấy rằng là cái việc ngã ghế của tôi nó rất là xứng đáng. À, trời ơi, khổ thân bé vợ nè đó. Ủa sao thấy giá trị rồi sao vẫn đứng em chào chị Hồng Vân, chào anh Phúc Thuận ạ. Chào em. Theo thói quen thôi anh, bởi vì sáng nay thì hai vợ chồng đưa nhau lên trường quay. Em thấy cái hình ảnh của mình nó không có giá trị mấy nên là hai vợ chồng hơi giận nhau. Sáng vợ em gọi xe, nó lấy bao nhiêu tiền? Em xin phép anh chị nhá, để chúng em giải quyết cái vụ gia đình xong đã. Rồi, cứ tự nhiên đi. Họ lấy 300 nghìn, em tưởng là xong rồi mà. Một mình em họ lấy 300 nghìn. Vâng. Thế thêm với anh họ cũng chỉ lấy có 300 nghìn. Vâng. Thế anh không có cái giá trị gì à? Thế anh không có cái giá trị gì à? Anh đã nói đi nói lại với em là phải 600 nghìn anh mới đi. Vợ em rất khoát là 300 nghìn. Thế chỉ có một mình và em có giá trị thôi. Ô, công nhận bạn giá trị thiệt nghe. Nè. Chị mà như em á, sáng nay chị đi một taxi riêng luôn. Đúng rồi đó. Kẹt nỗi em không được cầm tiền. Kẹt nỗi em không được cầm tiền. Cho nên phải chấp nhận là người vô giá trị. Vâng. Đúng không? Thế thì thôi giờ mình chấp nhận đi. Thôi nhưng mà dầu gì có giá trị hay là vô giá trị đi nữa thì bây giờ hai bạn cũng đang ngồi ở đây rồi. Thôi bây giờ coi như là đã giải tỏa được rồi đúng không? Đã bây giờ nó hòa nhau rồi đấy. Ở hòa rồi đúng không? Vâng, hòa nhau. Thực ra là em dỗi em định không đi nữa hả? Sao đàn ông sao dỗi hoài vậy? Em dỗi ai? Em dỗi anh chị. Em dỗi anh chị. Sao vậy? Em đăng ký vợ chồng son phải 5 năm nay rồi. Mà đến hôm vừa rồi mới được mời. Ủa thiệt không? Thiệt thế chứ gì? Em hâm mộ anh cực kỳ luôn. Ôi. Bây giờ mà anh mà đổ ghế cho em một cái em thích lắm á. Ôi trời ơi em tôi sao mà. Ôi trời ơi. Coi như đó là coi như đó là một cái lời coi như là thay mặt chương trình là xin lỗi bạn đó, bằng một cú té ghế vì đã để cho bạn lỡ hẹn tới năm năm trời. Tôi thấy rằng là cái việc ngã ghế của tôi nó rất là xứng đáng. Thực ra em hâm mộ chương trình lắm, lan tỏa những cái ý nghĩa rất tích cực. Có những đôi vợ chồng thì chỉ thức hàng đêm hàng ngày để xem những chương trình đó và rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Thì hai vợ chồng ngày xưa thích lắm, đăng ký luôn, nhưng mà lúc ấy biết cái thể lệ của chương trình là chỉ dành cho những cái cặp đôi mới cưới. Và lúc đấy thì cũng chót chét ở với nhau là 7 năm rồi. Vậy là bây giờ tụi em cũng lâu lắm là mười mấy năm rồi ha. 7 mà cộng với 5 nó thành 12 năm rồi. Thôi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình để cho chúng ta tiện xưng hô. Em xin giới thiệu với anh Quốc Thuận, với chị Hồng Vân. Em là Lương Văn Tuấn. Cái năm sinh thật ấy, thì là 1984. Trong giấy tờ là 1985. Tức là bao nhiêu tuổi? Tính tuổi thật là phải 40 rồi. Công việc của Tuấn là gì? À dạ, công việc của em là kinh doanh tự do ạ. Hiện tại đang ở nhà kinh doanh điện máy nội thất. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thị Huyền. Em ở Sơn La đến đây. Và em năm nay là 38 tuổi ạ. Cũng công việc của em là cũng là kinh doanh tự do, hai vợ chồng cùng làm ạ. Em làm thêm cả bên spa. Có nghĩa là hai vợ chồng lúc nào cũng díu dít và coi như là tách không tách rời nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Cái lần xa nhau nhất là khoảng 7 ngày. Dạ, lâu thế. Lâu lắm. Rồi bây giờ nè, dạ, quay lại thời gian trước đó là hai vợ chồng cái cơ duyên nào mà gặp nhau, ai theo đuổi ai trước? Em ạ. Thực ra thì em biết bạn ấy từ trước đó khoảng 2 hoặc 3 năm rồi. Thì bạn ấy mới học lớp 11 thôi. Thì em gặp bạn ấy ở trong một cái tiệm nét. Và em nhìn thấy khuôn mặt xinh lắm. Có một cái điều rất hay đó là nhà của bố vợ em bây giờ thì lại ngay cạnh nhà của bác ruột. Cái lần mà hai vợ chồng bắt đầu bắt chuyện lâu nhất là em lên nhà bác ruột chơi và không ai có nhà. Thì em mới nhìn sang bên nhà hàng xóm mà thấy một cô đang thái chuối cạnh một cái đàn vịt con mới nở. Thế là em sang em bắt chuyện luôn. Thế lại thấy cái gu nói chuyện á, nó rất hợp. Ví dụ mình tung thế này thì bà biết bà sẽ hứng thế kia luôn. Thế rồi còn em sao? Thì em cũng cứ chém gió vậy ạ. Có câu em chém gió là anh giống cái đồ da gà. Anh giống cái đồ da gà. Em có nói là cái nhan sắc của em cũng không đến nỗi tệ. Bạn ấy bảo là da em là giống cái da con gà, nó bị vặt lông ấy. Nhưng mà là em là có cảm tình với anh không? Lúc dạ, đó lúc đầu đến em không có cảm tình đâu. Em còn nhớ lúc đó cái ngoại hình của anh á, so với bây giờ nó như thế nào? Ngày xưa thì mi nhon ạ. Ví dụ em ăn mặc ở nhà mà như thế nào ấy, thì em lên tán bạn gái em ăn mặc y chì thế luôn. Tức là em không biết giả tạo. Cùng lắm là có khi mặc thêm một cái quần, nhưng mà có thể nên đến nơi bạn gái mới nhắc nhở, nhét cái túi quần nó vào. Anh định đi bán túi à? Tức là mình rất thật thà, mình nên đó. Cái đó bê bối với thật thà gì ông? Dạ. Cái túi quần mà ông để nó lòi ra mà ông không để ý, ông nhét vào, ông bảo ông thật thà. Quên chị ạ. Ôi giời ơi. Bao lâu thì mới mấy chứ ông là ông không mặc quần thục đấy. Có một cái đặc điểm đặc biệt đó là bố em thì xem tướng, và em thì chính thức thì là con chuột, còn vợ thì con mèo. Có một điều đó là khiến cho cả hai bên gia đình, bên ngoại thì không thích con rể, bởi vì lúc ấy thực sự em không có công ăn việc làm gì đâu. Mà nhà thì lại con gái là con gái một. Đấy, còn bên nhà em ấy
thì em là con thứ ba, nhưng mà ngược lại thì bố lại biết xem tướng. Bố bảo là tao đi xem cho bao nhiêu người rồi, bây giờ đến con tao tao lại không bảo được. Bây giờ con chuột nó không hợp với con mèo, nó không nên lấy. Cái quá trình đó nó kéo dài rất dài luôn. Xong rồi dần dần về sau thì cứ lấy cớ đưa đón rồi trò chuyện, dần dần mới có ấn tượng ạ. Chính lúc đầu không thích đâu ạ. Có viết thư liên tục không? À, một tuần sau thì bạn có viết, bạn đưa cho em một lá thư thì đại để trong đó có cái câu là nếu mà anh đang đi tìm một người con gái như vậy thì anh đã tìm thấy rồi đấy. Rồi ngoài viết thư ra có viết cái gì khác nữa không? À, sau khi mà chúng em tìm hiểu và yêu nhau rồi ấy, thì mỗi tuần thì em có một quyển nhật ký. Và hai bên cứ duy trì liên lạc như vậy thì tính đến lúc mà cưới nhau là hết 3 quyển. Ừ. Nhưng mà viết tới 3 cuốn, hôm nay có mang theo cuốn nào không? Em có mang 2 cuốn. Wow. Đấy, đâu, còn một cuốn kia là đâu rồi em? Một cuốn đang cuốn to thì đang để ở nhà. Đây bây giờ tôi sẽ mở bất kỳ nha. Và cái để xem coi trong này nó có cái gì đặc biệt. Đây. 22:49, anh đang nghĩ về em. Nghĩ rất nhiều và anh không biết mình sẽ viết những gì để em có niềm tin hơn vào tình yêu của mình. Anh luôn luôn gặp em, ở bên em rất vội vàng, cả trong suy nghĩ và hành động. Rất là chữ tình lãng mạn em ạ. Em thương yêu, đêm nay xa em mà lòng thấy vui buồn lẫn lộn em à. Lẽ ra khi em vừa mình cũng không bước ngờ vào cuộc sống vậy. Ở trường đời anh nên rộng lòng và hiểu hơn cho em. Rồi. Chứ không phải tránh né. Hay quá. Sao tránh né nhỉ? Em tránh né à? Là sao? Bởi vì mình hay nghĩ cho bạn nhiều. Bạn lại đang học hoặc đang thi gì đó. Thì có những câu chuyện mà đôi khi không hiểu nhau thì mượn những cái trang nhật ký đấy để viết hết, được bày tỏ được hết nỗi lòng. Thì khi mình đưa cái quyển nhật ký cho bạn gái thì bạn đọc xong bạn lại hiểu ra được nhiều điều hơn. Thôi xin trả lại hai quyển nhật ký của cặp đôi rất là đẹp. Thật sự là bây giờ là không còn được những cái kỹ như thế này nữa, đúng như không? Thế này nữa đâu. Như vậy là khi bố bắt đầu bố xem tướng là bố ngăn cản là sau khi có cuốn nhật ký hay là trước khi có cuốn nhật ký? Trước. Trước là bố đã ngăn cản rồi. Tất cả, không phải riêng mình bố. Mà đó là cả nhà. Sau khi mà gia đình hai bên cấm cản á thì em có ý định lại muốn chia tay luôn? Em muốn cũng nghe có, lời, cũng có khoảng đó, thời gian gia đình không? Dạ có, cũng có khoảng thời gian kiểu làn đấy. Cũng muốn chia tay mấy lần đấy, nhưng mà nhà em mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng động viên cái câu này. Đây mới là bước khó khăn đầu tiên. Đến bao lâu thì hai bạn mới có thể là vượt qua những cái khó khăn để mà đến được với nhau? Yêu bao nhau bao lâu đấy? Ba năm. Cưới luôn. Là khi bạn học xong lớp 12 thì em có thuyết phục bạn là thôi ở nhà cưới nhau đi. Nhưng mà lúc bấy vợ em lại không thích, vợ em lại thích đi học trung cấp cơ. Và bạn ấy đi học trung cấp 2 năm liền ở Thái Nguyên. Ở cái thời điểm mà mấu chốt về sau ấy, khi hai bên bố mẹ thấy rằng cái tình cảm của các con nó đến với nhau là thật sự chân thành và nó không thể muốn tách rời, thôi tổ chức cho chúng nó. Ý định là tổ chức vào tháng 1 của năm 2019. Thế nhưng mà trong cái quá trình đó thì vợ em á thì có nghe lời động viên của người thân là bạn ấy bỏ đi, bạn ấy sẽ dừng lại đó. Và cách bỏ đi vào một cái xã cách xa nhà khoảng 30 cây số đó. Và cái hôm đó là cái hôm mà em cũng xác định là hôm cuối cùng mình sẽ đi thuyết phục, mình sẽ đi đón về. Mình muốn làm hết cái trách nhiệm tình thương của mình để nếu hôm nay bạn không về nữa thì thôi mình cũng không có gì phải hối hận. Thế nhưng mà không hiểu sao vào đấy em lại thuyết phục được bạn về. Tầm 7 giờ tối bắt đầu về và trên đường về 30 km đấy cũng thấy trăng sáng đẹp lắm. Con đường mòn của rừng núi đi qua cả những cái khe suối đẹp lắm. Rồi có dừng lại không? Có. Rồi cái gì đến nó đến. Cái gì đến nó đến. Lộ thiên luôn à? Ồ anh ở chơi đó làm gì có nhà nghỉ đâu anh. Có nghĩa là cháu được sinh ra từ sự kết tinh của trời đất. Đấy. Một tháng sau thì bạn thông báo cho em là hình như em có bầu rồi. Bắt đầu thì gia đình hai bên là khi thấy rằng có bầu như vậy thì phải cưới trước. Đã đồng ý cho cưới rồi mà. Thì thôi phải cưới sớm. Bao nhiêu thứ áp lực tự nhiên mình cảm thấy mình được giải tỏa. Đấy, thôi coi như tốt rồi. Đấy xong cái phần yêu nhau nhá, bây giờ đến phần lấy nhau rồi nhá. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Từ 2009 đến bây giờ khoảng mấy năm rồi. 15 năm. Thế em còn nhớ cái ngày mà đầu tiên mà về hai đứa sống chung với nhau trong một nhà đấy. Thì bạn này bạn mới có lòi ra những cái mà em cảm thấy em chết dở không? Tuấn nó hiểu đó. Tả ra có khi phải hàng rổ ạ. Hàng rổ đi, em cho một nửa rổ cũng được. Em cứ kể đi, không xấu hổ rồi. Lộn thuở lắm ạ. Lộn thuộm, ôi trời ơi. À lộn thuộm từ lúc mà mới dép. Biết rồi. Ông nào thế? Thì em đã nói rồi. Thôi hùng. Thôi hùng. Vâng ạ, quần áo sạch ở trên dây, trên mắt của em. Nó rất là sạch sẽ. Ông mặc xong mà mặc dở, ông vất vắt lên luôn luôn. Nó hôi sang cả cái đám quần ấy. Bê bối đấy, để vâng chị ạ. Bảo em là bê bối lộn thuộm đấy. Lộn thuộm, bê bối. Vâng. Rồi tối ngủ có ngáy, có mớ. Có ạ. Khi mà đi ngủ thì ông ấy có cái kiểu mệt ấy. Là đập chân đập tay. Ôi dồi ôi, nhìn trên giường em sợ lắm. Em chỉ đập chân đập tay khi mà sau một ngày làm việc mình rất mệt mỏi, cảm thấy nó căng thẳng.
và đi ngủ mệt thì tự nhiên nó sinh ra như vậy, chứ không phải ngày nào cũng như vậy. Thế có giờ mơ thấy vợ mình xong rồi mình cưỡng hôn vợ mình không, hay là ôi em mơ về cái việc mà không lấy được vợ bao nhiêu năm rồi. Nhiều khi mình cứ suy nghĩ về cái việc cũng không suy nghĩ đâu, nhưng có hôm tự nhiên nằm mơ là đến nhà bạn gái chơi rồi là bảo cô ơi, Huyền đâu, Huyền nó đi lấy chồng rồi. Chưng hửng ra xong là đi về. Hoặc là cũng có những hôm mơ nữa là đến nhà bạn gái chơi thì bạn gái đang đi, xong rồi thôi em chào anh nhá, nhảy tót lên xe thằng khác đi. Mày là ác mộng. Thế rồi ác mộng luôn á. Và sau đó tự nhiên em bừng tỉnh dậy, em mà quay sang, ô vợ mình vẫn nằm đây mà. Rồi ông hành động gì? Lúc mấy cảm xúc nó dâng trào thì ôm cái hôn rồi kể cho vợ nghe. Em giật mình, em bảo là ô tự dưng người láo hết đang đêm nửa đêm tự dưng quay ra hôn vợ xong rồi ôm vợ chặt hết. Tức là từ cái lúc đến cho đến tận bây giờ, kể cả sau bao nhiêu năm chung sống, là em cảm thấy đó là cái mối tình mà mình cảm thấy gần như mình dành cả cuộc đời, dành tất cả những cái suy nghĩ hành động mình vào một cái mối tình đó. Và đến tận bây giờ, những cái ngày đầu mà em đưa cho bạn cái số điện thoại ấy, em vẫn lưu luôn từ ngày đầu đó là cái chữ mãi mãi bên em cho đến tận bây giờ. Thế còn những tật gì nữa không? Tiếp tục nữa đi. Có sợ vợ không? Gọi là cũng hơi lễ vợ tí thôi. Có một lần đùa hơi quá một chút thì là em giận cho 3 ngày. Thế á? Có bao giờ em thách chồng em mắng em chưa? Dạ cũng có một lần, nhưng mà từ đó là thôi ạ. Hôm đó không biết tại sao hai vợ chồng cãi nhau. Nhưng mà cãi nhau xong thì đại đẻ có một câu là em tức lắm rồi đấy, em nóng lên là bảo là có muốn ăn đã ăn đòn không? Thì vợ thách luôn. Thôi gió thì đánh đi. Tự nhiên vợ thách câu đấy xong mình lại nghĩ đến gia đình, mình nghĩ mọi thứ, mình thôi nhịn. Nhịn xong thì đang lẽ tưởng xong rồi bà lại nam thêm cho câu nữa, không đánh được là đồ hèn. Rồi sao? Rồi tới luôn không? Vẫn không dám tới, vẫn cúi gằm mặt xuống ăn. Em vẫn nhớ cái cảm giác ấy, bê bát cơm rồi cúi gằm xuống ăn, cũng không nhìn vợ nữa. Có rơi nước mắt không? Nuốt ở trong chứ sao dám rơi chị. Nuốt ở trong chứ sao dám rơi chị. Tự nhiên em trong đầu em mới nảy ra một cái suy nghĩ là thôi, đã nhịn thì nhịn cho chót đi. Và cái tối hôm đó em lại chủ động vào em ôm, em xin lỗi bạn. Em xin lỗi luôn. Bị mắng mà vẫn vào xin lỗi được và em xin lỗi, tức là em mà xin lỗi hết để động viên bạn ấy, khi bạn ấy vui trở lại, bạn ấy cười nói rồi thì em mới bắt đầu em mới nói lại là tại sao câu chuyện nó lại như vậy. Và khi em nói hết những cái cảm xúc của mình, tự nhiên bạn ấy bảo em sai rồi, em xin lỗi anh. Và kể từ đó hai vợ chồng em chợt nhận ra rằng những cái nhẫn nhịn ở trong nhà, nhất là người đàn ông, nếu mà nhẫn nhịn tốt, nhẫn nhịn được thì người vợ người ta cũng sẽ rất chi là hiểu mình. Và kể từ đó thì chúng em không bao giờ nói những cái câu mà làm tổn thương nhau, tổn thương nhau nặng nề, mạnh mẽ như vậy. Rất ý nghĩa, rất sâu sắc. Em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Dạ em cũng chỉ mong muốn chồng em là bây giờ cũng ở cái mức tầm gần 40 rồi, cuộc sống vợ chồng thì cũng gọi là từ trước cũng giờ hạnh phúc rồi, nhưng mà cần có cái sự thấu hiểu hơn giữa vợ chồng, nên chia sẻ nhiều hơn, và có nghĩa là nên quan tâm đến cái sức khỏe của nhau nhiều hơn thôi ạ. Và để ý con cái nhiều hơn thôi. Quan tâm sức khỏe và gia đình con cái là cái vấn đề mấu chốt nhất ạ. Ok, rồi tới bạn đấy. Đầu tiên mà em không thích đó là bạn ấy mua sắm. Bạn ấy mua sắm những thứ mà đôi khi mà mình về mình không biết nó là cái áo hay cái quần. Ôi kỳ đó. Tại vì cái hình nó to lắm anh ạ. Mà cái thứ hai nữa, tức là em không thích bạn mua sắm những cái đồ nó, thứ nhất nó rẻ, thứ hai nó không có giá trị nhiều. Và thứ ba nữa là đôi khi ấy, mua về chỉ mặc một cái thôi, một lần thôi. Một lần xong rồi vứt đấy. Sau đó là cất. Và trong tủ thì bây giờ đầy, nhiều lắm. Có khi nào mua đầm sexy về ôi dụ dỗ chồng không? Để mơ ấy trưng diễn trước chồng mà mua nhầm cái đồ rẻ nó. Mua nhầm đồ rẻ mà cũng như không. Tức là như nào? Mặc thì bây giờ vào ôm vợ chả thấy cái đồ nó đâu cả, nó rộng quá. Mặc cho nó thoải mái thì em bảo thích mặc cái này thì mặc đám cái gì. Mà bộ đồ đó khoảng nhiêu tiền? Bà mua 200.000 ba bộ luôn. 200.000 ba bộ. Không hiểu bà mua kiểu gì. 60.000 bộ đấy, khoảng cỡ 60-65.000 bộ. Cái tật xấu tiếp theo đó là thỉnh thoảng là ngủ hay dậy muộn. Và nấu ăn thì ngon đấy, nhưng mà đôi khi này đang nấu ăn cầm điện thoại này, sau đó có khách nhá, chờ chị tí nhá, chạy ra phát tí vào là đen thui cái bếp luôn. Khét luôn. Là không tập trung đấy em ạ. Đấy, thật ra vợ em cứ bảo là cái thói quen của em nó bừa bộn, nhưng mà cái thói quen đấy là cái thói quen chung, tức là vợ cũng bừa chứ không phải mình bừa đâu. Tức là ông đắm lặn bà nửa cân đúng không? Vâng. Về vấn đề bừa bộn đúng không? Đó. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ là tức là mình có trách nhiệm với bản thân, chứ không phải có trách nhiệm với gia đình. Trách nhiệm với gia đình là bạn có rồi. Trách nhiệm với bản thân là mình ăn ngủ có giờ giấc. Em mua đồ thì em không cấm, nhưng đã dùng thì dùng những cái đồ nó xịn, đồ nó sang, và để mình trân trọng hơn, mình dùng nhiều lần hơn. Trong công việc, trong gia đình thì đôi khi tập trung hơn một chút đã. Rồi. Thế là mong đổi hết đấy. Không có cái gì không đổi luôn đấy. Mong muốn thay đổi hết những cái gì nãy em kê ra đấy. Này thế hỏi thăm này, thế mình đi vào đây là đi mình đi hai vợ chồng hay là có bố mẹ vào chơi chúng mình không? Em đi vào đây là
đến hôm nay là ngày thứ 8 rồi và có bố mẹ đi cùng. Wow. Nó cũng là một cái chuyến đi kỷ niệm rất là đầu tiên của bố mẹ được đi xa, được đi máy bay rồi bố mẹ vui lắm. Và hôm nay có bố mẹ. Dạ có, bố mẹ em đang trời ở đấy ạ. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng chào đón hai cụ thân sinh của là các cụ của bạn chồng nhé. Anh Tuấn này anh ấy giống bác trai quá. Gia đình em có một chút phần quà của địa phương gửi tặng anh chị với lại chương trình ạ. Rồi, xin cần đi trà và nong nhãn ạ. Cái này là trà này. Trà gì đấy này, trà mà. Trà của chính bà em. Trà chính tay tôi làm ạ. Vâng. Ồ, trước hết là con thay mặt chương trình, thay mặt chị Hồng Vân xin cảm ơn hai bác đã vào và tham gia với chương trình ngày hôm nay. Đồng thời là lại có quà cho chị em của các cháu. Cháu rất là cảm ơn. Tôi cũng xin chào chương trình. Vâng. Thế rồi là hôm nay là cũng vì là các con là có công có việc, khi đi tôi đang còn cứ băn khoăn. Vâng. Đi xa thế này thì không biết sức khỏe có ổn không. Nhưng mà vào tới đây thì thấy là trong này vui lắm. Và mẹ cũng gửi lời cho hai con như này. Hai con đến giờ này mẹ mong là các con là mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Vâng. Chăm lo cho bố mẹ và con cái. Vâng, vâng. Cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Thế bố có nói gì không? Dạ. Rất cảm ơn chương trình. Vâng ạ. Dạ. Cho bố qua tôi nói chuyện với cả nước. Vâng. Dạ. Bố thấy thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Rất tươi đẹp. Rất tươi đẹp. Rất tươi đẹp. Kính chúc bố và mẹ thật là nhiều sức khỏe. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Rồi, thế là chương trình cảm ơn cả gia đình. Sao mà chia sẻ bớt được cho em ha? Coi như chị cũng đẹp mà em cũng đẹp. Em muốn lắm mà không biết có được hay không. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Thì em tên là Văn Thanh, năm 26 tuổi, hiện công tác tại trường Đại học Trường Thành. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Lê Ngân Quỳnh, năm nay em 24 tuổi, hiện tại là giáo viên tiểu học. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Nhóm em rủ nhau đi Vũng Tàu. Em cần tài xế cho nên là rủ một cái cậu bạn thân đi. Thì cậu bạn đó bận không có đi được cho nên là hứa tìm cho anh em một tài xế. Thì sau đó là cho em số điện thoại của anh này, kêu em là mày nhắn tin rủ nó đi đi. Thì lúc đó em mới nhắn tin cho anh này. Trước đó thì bạn cũng nói là cô này thì ốm bớm mà xinh xinh. Lúc đó cũng đang rảnh cũng tò mò nghe nhắn tin thì giống quẩy liền luôn. Rồi lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì nhìn thấy cô này thấy như là vỡ mộng. Vỡ mộng. Tại sao? Tại vì cô này vừa nhìn con nít xíu à, vừa ốm vừa lùn. Đó là hết thân thú rồi. Nhưng mà rồi là em có tiếp tục chở cô này không? Em chở đi chẳng đi chơi bình thường. Ừ. Nhưng mà tìm cách bán cái cho người khác. Ồ, ở cái người đó là ai vậy? Bạn em luôn. Bạn luôn. Rồi bán cái cuối cùng sao mình lấy là sao kìa? Tại vì bữa đó là bạn cho bạn số điện thoại bạn. Bạn cũng gu là cô giáo viên. Cho nên là rủ uống cà phê. Không biết mặt cô này cho nên là em cũng đi theo. Đi giữa đường thì bạn có chuyện gì về nhà trước vậy? Tối mình em đi con này đi uống cà phê thôi. Rồi lúc đó là quen nhau luôn. Cái ấn tượng ban đầu của em khi mà nhìn thấy chồng em lúc đó thì... Dạ, thì bạn em mới đi bộ đội, mới xuất ngũ về. Thì anh này đi chung thì nghĩ là chắc cũng manly lắm, đẹp trai lắm. Nhưng mà ai ngờ đâu lần đầu tiên nhìn vô là vừa đen mà tóc thì ngắn chắc cỡ anh Quốc Hận á. Nhìn em như tù trốn trại mới ra. Trời ơi, trời ơi. Sao bạn nhìn anh giống tù chú trại? Không, em là ảnh, ảnh đen. Ừ. Ảnh đen mà tóc ảnh là như anh vậy đó. Người ta là đi cắt tóc đinh 3 phân không? Đinh của anh chắc được nửa phân. Xong rồi đi chơi thì ảnh nói chuyện cọc lắm mà, hỏi gì nói đó. Thì em nghĩ là em cũng có người theo đuổi mà em nói chuyện cũng dễ thương. Tại sao là mình vậy mà tự nhiên nói chuyện với mình cọc lắm à? Về nhà em quyết tâm là em cưa cho bằng được cái anh này. Sao? À, mà trong khi sao? Thằng bạn thân của em nó cũng tinh ý lắm. Em nhắn cho nó là tao thích cái người đó đó, hay mày tư vấn cho tao đi. Thì nó gần nhà anh này nữa. Thế là anh này có gì nó cũng nói với em hết. Thì xong rồi cái em bắt đầu là em quan tâm. Rồi em nhắn tin dồn dập em hỏi này kia kia nọ. Nhưng mà anh nói thiệt nha, nếu như cưa mà dính ổng rồi có bỏ không? Cưa dính rồi bỏ à. Chứ không có là ý định lâu dài. Em vợ nhắn tin thì em cũng đồng ý đi chơi. Bà đầu tiên rủ vợ là rủ vợ đi nhậu. Tại vì bạn bè nói là có bạn gái thì dắt đi chơi, còn hên bữa đó là bạn bè rủ nhậu lên dắt đi chơi luôn. Rồi có đi nhậu không? Dạ có, thì em nghe ảnh rủ đi chơi mà thì tưởng là chắc là dính câu rồi. Ai ngờ đâu dẫn mình đi nhậu mà em nói hết bỏ em ngồi như cái con manê canh vậy á. Như là chỉ có biết có bạn thôi, còn em là lên đó ngồi làm hàng trưng bày cho mấy bạn ảnh ngắm. Rồi anh hỏi nè, lý do gì khiến mà em có cảm tình cô này và yêu cô này? Nghe con này tỏ tình táo tợn quá. Thường người ta dùng cái từ táo tợn nó giống như là một tên cướp thật là táo tợn. Mỗi cái tình đầu tiên tôi nghe là tỏ tình táo tợn. Thì bữa đó giận quá thì nhậu, giận quá thì nó về chạy theo năn nỉ, chở lên cầu kêu dừng lại chứ, cái kêu về đi, đây đâu có về đâu. Còn năn nỉ hết giận xong cái con này nói một phát một câu lỡ thích anh sao, bất ngờ quá lúng túng rồi bỏ về về luôn, bỏ em dở cầu luôn. Trời, cái đó mới là táo tợn. Ông cũng là táo tợn.
Rồi em sao lúc đó cảm giác sao? Trời, hụt hẫng quá hả? Dạ không, lúc đó là cũng hơi hụt rồi. Em nghĩ là thí dụ em nói câu đó thì ảnh không đồng ý thì ảnh cũng đưa em được về nhà. Ừ. Mà ai ngờ đâu em vừa mới nói câu đó xong mà hôm đó trời mưa nữa. Bỏ em đứng giữa cầu, xách xe, quay đầu xe đi về. Khoảng một tuần sau thì tự động dắt về nhà giới thiệu đây là bạn gái của con. Kì vậy? Sao mọi hai cái hành động với cái gì nhau vậy? Ba mẹ là lúc đó là cũng lớn tuổi rồi. Ba lúc đó cũng bệnh nặng lắm rồi. Nói là con ráng sao có bạn gái lấy vợ cho ba đi. Con cáo ẩm bồng. Lúc đó nghĩ trong đầu còn một cô này thôi à. Cho nên là gần là bạn gái luôn. Rồi là ba mẹ ưng liền không? Dạ ba mẹ anh thì ưng em. Mà em có nghĩ rằng là chồng em lúc đó rằng là cưới đại cho xong không? Thật sự thì lúc đó tâm lý của em cũng là cưới đại cho xong. Ờ, sao kỳ vậy? Nhưng mà chuyện làm bao lâu rồi? Hai đứa em cưới được 2 năm rồi. Giờ là đã cảm thấy rằng là cái chuyện mà quyết định đến hôn nhân là đúng đắn không? Đúng đắn, nhưng mà cũng hơi vội vàng chút. Tại sao lại hơi vội vàng? Từ lúc em tỏ tình tới cưới thì chỉ có 1 tháng thôi. Sau khi lấy nhau rồi á, thì có câu chuyện vui nào kể cho anh và chị Vân giống như diễn giảng nha. Có một chuyện nó rất là tế nhị. Nhà em là có phòng nhưng mà cửa là thông nhau hết, hoàn toàn không có đóng. Bữa đó là cũng khuya rồi, thường ba mẹ em với em gái em ngủ sớm lắm. Đó là hai vợ chồng quay qua ôm nhau tính tò tí tẹ. Thì vô tình mẹ em đi toilet cái phòng sau cái phòng của em nữa, thì mẹ em mới đẩy cái cửa đó ra. Thì anh này ảnh hết hồn, ảnh giật cái mền, ảnh chùm lên đầu em. Em nói gì với anh? Mẹ em kìa. Xong rồi là hai đứa buông nhau ra ngủ luôn. Chưa hình dung nha, cái nhà tức là cái cửa nó dạ, không cửa mở, nhà không được. Dạ cửa nhà nó không từ trước ra sau. Rồi làm cách nào mà có con không được vậy trời? Ngủ cái khuya mà giật mình dậy là cỡ 3-4 giờ sáng gì đó thì quay qua ôm nhau. À rồi lén đó phải không? Lén nó kiểu lúc 3 giờ sáng đó đó. Câu chuyện cứ 2 năm trời là cứ 3 giờ sáng vậy đó ha, miệt mài vậy chứ không có được 9 giờ tối ha. Dạ. Thì khi đang ngủ ngon thì 3 giờ khều ba có đi nào bực mình không? Bực mình chứ, mình làm đi việc về cũng mệt mỏi lắm. Mà cái cũng tráng. Bây giờ tụi em không có cách gì để cải thiện cái việc đó hay sao? Vợ thường hay đi chơi hoài á, thì lúc đó gần gũi nó dễ hơn. À, tức là đi dã ngoại phải dạ. Không? Ờ. Vợ chồng mà muốn ôm ấm áp á thì phải đi dã ngoại. Mà tụi em có mong muốn là có được cái phòng riêng mà có cửa riêng cho riêng mình không? Dạ thì cũng mong muốn, nhưng mà tại vì do gia đình rồi, do gia đình nhà em sống tới 3 thế hệ lận, cho nên là cũng khó lắm. Khó gì, tại vì đi dã ngoại hoài á, gom cái tiền đi dã ngoại đó đó là xây được cái vách đó. Trời ơi, nếu chị mà là mẹ của em á, là nếu chị mà có theo dõi chương trình này xong á, là chị sẽ về chị suy nghĩ về cái vấn đề tế nhị này đó nghe. Có cách nào mà đúng không, làm đúng cho đôi bằng trẻ chứ vợ chồng son mà cái kiểu mà 3 giờ sáng không? Mệt mỏi quá. Làm việc mà trái búi giờ nó khó lắm. Ừ, mà cũng có vui vẻ gì không á. Không vui vẻ gì dạ, xin kính mong bác hãy hiểu cho hai bé nó làm sao cho nó thoải mái giờ giấc. Xin hai đâu xin bác cho cái cửa. Xin bác cho cái cửa cái rèm. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề là hai vợ chồng bạn sau khi mà lấy nhau rồi đó thì có phát hiện ở người bạn đời mình có cái gì thay đổi không? Làm biến mỗi lần là đi làm vậy mình thấy mệt mỏi lắm rồi. Mà thấy vợ vậy ốm yếu mà cũng phải chiều thôi. Để từ công việc nhà là một mình làm hết luôn. Tại vì thông cảm đúng không, ốm quá mà. Còn cái tật xấu nào của vợ em mà nó dễ sợ không? Chuyên gia giận luôn á. Dặn mà dặn dai lúc đó là khó ngủ chung cũng khó. Đúng rồi, muốn 3 giờ sáng cũng khó đúng không? Chồng em có thật xấu vậy? Cái tính ảnh rất là cọc. Cái thứ hai là ảnh rất là ghen. Ảnh được nghỉ á mà em có hẹn với bạn hay này kia nọ là ảnh bắt đầu ảnh đi theo, ảnh cứ chở em đi vậy đó, chứ hoàn toàn là không muốn em đi một mình. Còn bây giờ con em là được bắt đầu từ khoảng 9 tháng rồi là đi là coi như là đem con theo. Bây giờ cả chồng cả con. Cả chồng đem đi mình đi theo được rồi. Đem theo con theo nữa rồi đem sữa rồi đem cháu đi theo. Dễ thương quá vậy. Tại lúc đó bè lại chơi là quên hết luôn. Không biết gia đình luôn á. Đi chơi sáng luôn, tối luôn á. Vợ em á? Dạ đúng. Ồ vậy là em phải đi theo vậy đặng mà cảnh tỉnh là đi về. Dạ vợ này quan tâm bây giờ nhắc nhở tới giờ dắt về đó. Em có muốn vợ em thay đổi cái chuyện đó không? Vợ thay đổi là bất lời thôi. Phụ giúp chồng làm những gì vậy đó thôi chứ không thể đổi nói. Tại vì em cũng muốn đi chơi. Em cũng muốn đi chơi phải không? À, có nghĩa là em chỉ mong muốn là vợ anh bớt làm biếng thôi. Phụ cho ảnh thôi. Được không? Có đủ sức khỏe không? Chị thấy ốm quá. Dạ chắc không rồi đó. Phải chia được miếng cho chị cho em cũng đỡ. Thôi kệ, phụ cái nhẹ nhẹ đi cưng. Nhìn chồng là thấy mạnh khỏe rồi đó. Nhưng mà cũng có những lúc á mệt trong người đó. Công việc nhiều quá. Thôi kệ, chia sẻ, biết là làm không chừng làm mà bưng không nổi cái tô hay gì bể rớt cũng được. Nhưng mà chồng cũng cảm thấy an ủi là coi như vợ có phụ mình, nhưng có điều phụ không nổi thôi. Đúng không? Đúng không? Cũng thấy vui đó cưng. Ha. Rồi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Em chào anh Tuyên, em chào.
Chị, em giới thiệu em là... Nói lớn lên đây. Em là Hiền. Bọn em ở Quảng Ninh. Vâng. Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 82, là đang khoảng 42. Chết tôi rồi. Em xin lỗi anh Hiền. Ồ, vậy là anh Hiền hơn anh Tuyên mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Vậy là mình đổi lại xưng hô đi ha. Dạ. Rồi nói chứ Hiền, Hiền em giới thiệu lại đi. Tại vì biết sao mà hơi cái giọng hơi bị nhỏ. Em cứ thoải em mái. Là Hiền, em ở Quảng Ninh. Em sinh năm 82. Là năm nay 40. 2 tuổi. Vâng. Rồi. Công việc chính của mình hiện tại bây giờ là ở ngoài Quảng Ninh hay là ở trong này? Em ở Quảng Ninh ạ. Bọn em ở Quảng Ninh. À. Vâng. Hai vợ chồng ở Quảng Ninh rồi bay vào trong này để ghi hình chương trình. Đúng rồi. Rồi. Mới bay vào tối hôm qua. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Chị vợ nha. Nhưng mà Hiền làm nghề gì ta? Em làm về nghề mỏ chị. Tức là ở ngoài đấy thì liên quan đến mỏ là tương đối nhiều ấy. Vì là nói chung là cái bình nói chung là kiểu dân ngoài đấy ấy, thì nói chung không liên quan trực tiếp thì sẽ liên quan gián tiếp đến ngành mỏ nói chung. Ngành mỏ. Không làm cái này thì cũng làm cái kia liên quan tới mỏ. Đúng rồi. Tại vì là một cái mỏ nó hoạt động thì có rất nhiều cái công tác phụ trợ để cái mỏ nó có thể hoạt động đấy. Rồi em. Em tên là Phùng Dung ạ. Em hiện tại bây giờ thì em đang có một cái thương hiệu mỹ phẩm với thực phẩm chức năng. Thương hiệu của em thì cũng mới gần đây. Mới gần đây thì em mới có làm thương hiệu riêng. Vâng ạ. Tức là về gì? Về dạ. Da hay là về tóc hay là về da, về mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng. Đấy ạ. Rồi Dung như tuổi rồi? Em sinh năm 1988. Năm nay là em 35 tuổi. 35. Hai vợ chồng hơn nhau cái tuổi này cũng cân xứng ha. Dạ. Đó, hơn nửa con giáp chút xíu. 6 tuổi ạ. 6 tuổi là nửa con giáp ha. Nửa con giáp, dạ. Rồi sao nè? Sao gặp gỡ nhau hai đứa? Một đứa làm về mỹ phẩm, đứa làm về ngành mỏ thì sao gặp nhau ta? Mỹ phẩm hình như là mới làm đây thôi đúng không? Dạ. Trước đây thì là em học dược. Trước đây thì em học dược nhưng mà thực ra thì như em ấy thì không có được bố mẹ, nghĩa là bố mẹ ấy không có nền tảng kinh tế nhiều. Thì sau khi em học dược xong á, thì lúc đó thì cũng có cô em có nói là bây giờ học xong rồi thì đi về làm ở công ty, làm một cái công ty dược ở gần nhà. Thì lương nó vào đâu đó khoảng tầm gần 3 triệu. Thì em nghe thấy cái mức lương đấy và phải ở xa nhà thì em cảm thấy là chắc là mình không thể đủ sống được. Sau đó là em có rẽ qua em học và em làm về spa và làm tóc. Thì khi đó thì chồng em, nghĩa là tụi em quen nhau khi mà em làm tóc á, thì chồng em là khách hàng. Tức là anh ấy đến quen cắt nhau. Tóc dạ. Đúng không? Dạ. Rồi là em là người cắt cho ảnh. Dạ. Đó, và thế là chuẩn luôn nó chị. Cắt khéo không em? Cắt khéo không? Cắt được, ok chị ạ. Lần đầu tiên tới đó luôn hay là em đã tới nhiều lần rồi anh em trồng cây si cô này? Không, tại vì là trước đây là em đi làm thì em đi qua đấy, đi qua cửa hàng. Thì là em ý là có biết là ở cửa hàng này là của ai đó chẳng hạn đấy. Là ý là mình biết trước đó rồi. Sau đó là mình vào như một khách hàng bình thường đấy. Tức là có để ý rồi đúng không? Tức là để ý đấy là tại vì để ý đấy là có quán tóc như thế thôi. Là vô tình tới để cắt tóc thôi, mục đích tới là cắt tóc chứ không phải là biết là vợ mình đã làm ở trong đó. Rồi vô tình là bạn này ra cắt cho mình. Rồi lúc bé nó cắt tóc cho em thì lúc đó em mới để ý. Vâng. Đem kể coi lúc có đó có hài lòng không? có ạ. Tại vì là vợ em ngày đấy là kiểu quán ở cửa hàng thì ở gần cổng trường phổ thông đấy. Trường cấp 3 thì là khách hàng các bạn trẻ tin thì là cũng phải tương đối ổn thì mới có cái tệp khách hàng như thế. Thế là coi như em gặp, nhưng mà đến lúc bạn này bạn ra bạn cắt tóc cho em có thích bạn liền không? Hay là phải nhiều lần đến em mới thích? Nói chung là cũng có cảm tình chị ạ. Coi như là gặp gỡ đầu tiên là cảm tình đúng không? Lần đầu tiên gặp là anh đã bắt đầu thích bạn rồi. Không, nhưng cũng mà, có sơ sơ. Nhưng mà không dám, nhưng mà lúc đấy không dám nói gì đó. Mãi mấy ngày, 3-4 ngày sau em mới thấy gọi điện, nhắn tin cho em. Thì nghĩa là sau đấy có kể với em là lúc đi làm về á, là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại á. Sau 3-4 ngày sau sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Kiểu đi qua thì mình ngày đấy là đi xe máy đi làm qua thì nhìn thoáng thoáng đấy chị ạ. Thì là không nhớ hết được ngay. Anh làm cũng chiến lược mỗi ngày nhớ 2 số. Đúng không? 4 ngày là 8 số. Ủa mà tại sao anh không ngừng hẳn luôn anh nhìn số điện thoại? Hay là anh sợ là gặp cô bé này không, là mình lại bắt cũng không hẳn là sợ mà là kiểu là
cũng nhìn xong là không nhớ lần đầu không nhớ được thì thôi lại nhìn lần hai kiểu thế. Xong đến khi mà nhớ được xong mà mới quyết tâm là nhắn tin thì mới là nhắn tin ạ. Có những người ngộ lắm, nhiều khi đó là các bạn bên mỏ đó họ có một cái kiểu yêu như vậy đó, nuôi cảm xúc đó em. Kể nó cứ phải để dành cái cảm xúc đó, đừng có cho nó bung ra vội đó, cứ kiểu là nhấm từ từ cái cảm xúc đó, nay đi qua một chút đó, giữ cái thăng bằng vậy đó. Còn em thì sao, lúc mà em cắt tóc cho anh em đã thích anh liền chưa, hay là phải anh phải tán tỉnh một thời gian rất lâu thì mới đổ? Lúc đó có anh như là một khách hàng bình thường y chang như những người khác. Vâng, tại vì lúc đấy thì cũng chồng em thì bình thường không có hay nói đâu, thế là lúc đấy em cũng không có ấn tượng gì nhiều với chồng em cũng không nhớ được. Không nhớ được cho đến khi mãi cho đến khi làm quen thì dần dần gặp nhau thì em mới có ấn tượng. Thế là sau khi anh điện thoại cho em đó, anh điện thoại anh nói cái gì? Không, lúc đấy chỉ có nhắn tin làm quen bình thường thôi ạ. Thì đầu tiên cái câu đầu tiên, cái cuộc điện thoại đầu tiên mà anh điện cho em là anh nói cái gì? Bây giờ thì mười mấy năm rồi thì chắc là em cũng quên rồi, nhưng mà hồi đấy thì không có nhắn nét Facebook hay là Zalo gì đâu, mà nhắn bằng số điện thoại bình thường đấy ạ. Vâng, thì chắc là nhắn tin xin làm quen bình thường thôi ạ. Tại vì có những người khi mà họ yêu mà yêu dại khờ, nhắn tin rất lẩm cẩm em ạ, va với vẩn. Cái này thì chồng em còn có một cái tập câu chuyện đấy này là về sau khi yêu nhau ấy chị ạ. Đúng rồi ạ, thì là chồng em nhắn tin dài lắm. Dài lắm ấy ạ, còn có nghĩa là ngày đấy á thì chồng em có bảo với em là sợ là thay máy điện thoại á thì nó sẽ không còn những cái tin nhắn mà nhắn tin hồi yêu nhau nữa, mà đến lúc giận nhau thì không còn chuyện, nghĩa là không nhớ được lúc đấy mình yêu nhau như thế nào nữa. Nên là chồng em có bằng cái tin nhắn mà số điện thoại bình thường ấy, hai người nhắn với nhau ấy, thì chồng em có in ra hơn 700 trang giấy đó, là những cái tin nhắn mà hồi bọn em yêu nhau ấy ạ. Đó, em thấy không? Cái bạn này thì là yêu dại khờ và yêu rất là chân thành, là cho nó thấm từ 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 từ, đúng không? Từ cái cách mà đó, một ngày nhớ hai số thôi, không cần nhớ nhiều, rồi kệ cứ để đi, đáng lý là người ta phải điện thoại liền, nhưng không kệ, cứ nuôi cái cảm xúc đó đi, cái nào đủ rồi bắt đầu ha. Rồi bao lâu thì là bạn ấy chính thức mời em đi uống nước hay là coi phim để mà tỏ tình, bao lâu? Cũng phải vài tháng chị ạ. 2-3 tháng gì đó. Rồi có lần đầu mình hẹn hò như thế nào hả anh Bình hả? Thì lần... là cũng anh là người chủ động. Vâng. Đợt đấy là em ở cũng không hẳn là hẹn hò, mà nói chung là gặp nhau để nói chuyện đấy, nói chuyện trực tiếp đấy chị ạ. Thì là em đợt đấy em đang ở nhà chị gái em, thì em có mời em có ý là rủ dê bạn ấy xuống đấy chơi thôi, xuống đấy nói chuyện thôi thì... Em cũng không nhớ là lần đầu tiên gặp nhau là ở đấy luôn. Tức là bé này á, trong lúc coi như là công việc nhiều quá, bé này hiện giờ là đang rất bận rộn nè, trong đầu bây giờ nhớ mỹ phẩm tên gì thôi, chứ còn cái chuyện yêu đương nhiều. Yêu đương là quên rồi. Còn bé này nó cũng lâu rồi ấy chị ạ, nên là nhiều khi mình cũng không nhớ được nó chi tiết như nào ấy. Không, nhưng mà sâu đậm là vẫn nhớ nha. Em hỏi chị đi, chị kể cho nghe. Em qua đây em ngồi em hỏi chị đi. Không, tại vì là câu chuyện của bọn em thì về sau nó sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ hơn là cái thời điểm yêu nhau, bởi vì là có những cái thứ mà nó vui vẻ thì là người ta sẽ không nhớ nó bằng những cái chuyện buồn. Đã, đâu, bây giờ mình vô nè, mình kể liền những cái thứ đó nè. Đúng. Khi mà cho đến bây giờ ấy thì những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Lý do? Thì ngày đấy thì em cũng không rõ lắm, nhưng có thể là mẹ em thì là muốn con dâu mình có một cái công việc gọi là ổn định á. Mà em thì lúc đấy thì em thì từ bé là em đã thích kinh doanh rồi. Là em cứ không làm việc, không làm nghề thì em sẽ buôn bán gì đó. Thì là mẹ chồng em chắc là có thể vì lý do đấy là không hài lòng lắm. Thì sau đó thì có không đồng ý cái chuyện của vợ chồng em. Và đến khi mấy năm sau vợ chồng em cưới nhau á, thì cũng là hai vợ chồng tự tổ chức. Đó. Thì đến bây giờ thì xem lại những cái ảnh cưới thì cũng không có mẹ chồng em ở trong đó. Vậy mà... đến bây giờ cái mối quan hệ của mình với bác gái ở nhà như thế nào? Dạ. Bây giờ thì mẹ chồng em thì lại rất là đấy, rất là chăm sóc quý con dâu nhất nhà. Quý nhất nhà luôn. Dạ. Rất là chăm sóc vợ chồng em. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà em, vậy thì lúc đó mẹ không đồng ý thì mẹ có nói lý do cho em nghe không? Theo em hiểu là mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Thế nên là các cụ ngày xưa cái tư tưởng cũ ngày xưa là cứ phải làm công cơ quan việc nhà cố nước. Định và cố định cơ quan nhà nước, có kiểu dạng có công ăn việc làm ổn định, xong rồi lấy lương tháng đấy chị. Đấy thì đúng là rồi. Chứ ngày trước em biết các cụ ở ngoài Bắc á,
là nhất là những cụ lớn tuổi rồi á, là những bạn mà như là buôn bán ngoài là ngoài Bắc gọi là có lượng buôn bán phe phẩy rồi đó, cái kiểu vậy đó là các cụ không thích đâu, kiểu không ổn định đấy, không ổn định á. Rồi như vậy là em khi mà em vẫn cứ yêu vợ rồi đám cưới với vợ như vậy á, thì khi không có mẹ không đồng ý á, gọi là giống như mình cãi mẹ vậy đó, thì mẹ có buồn không, mẹ có la em không hay như nào? Ngày đấy à, cái đợt thời gian đấy thì là em đi làm không ở gần mẹ, thì là tất nhiên là mẹ không đồng ý, là mẹ em là tỏ thái độ với em rất dứt khoát. Rồi anh cũng phải đắn đo suy nghĩ mới quyết định cưới, mà trong cái tiệc cưới đó là không có bác gái nữa thì như thế nào? Chắc cũng phải khó khăn lắm đúng không? Mẹ có từ mặt không? Từ thì không phải là từ, nhưng mà nói chung là không kiểu không nói chuyện đấy chị ạ. Tức là ngày cưới thì là họ hàng có mẹ em lại không ở nhà vì kiểu để tránh mặt đấy. Không ở nhà, xong là mọi người trong nhà có đi đón ấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. À, tức là cụ mất lâu rồi. Ủa giờ em lúc đó sao? Lúc đó thì cái cảm giác của mình có bị buồn hay tổn thương hay cái gì không? Phải có chứ đúng không? Em thì cũng có, nhưng mà kiểu xác định rồi em thương chồng em quá. Cũng biết, vâng, em cũng biết là nếu mà không như thế thì cũng không có cách nào khác nữa. Thế nhưng bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em thì cũng rất là thương em. Thì bố mẹ em thì nghĩ là đấy là lựa chọn của em. Và hôm đó là ông bà vẫn có mặt đầy đủ. Dạ, vẫn có mặt đầy đủ. Và cũng thấy là cái quyết tâm của chồng em nữa. Đấy là em cảm thấy là ý là may mà ở trong nhà có mỗi mẹ em như thế thì mình có thể vượt qua được ấy. Chứ ví dụ mà cả hai gia đình hoặc là họ hàng đó, anh chị em đấy, mà như còn thế thì khó khăn nữa thì lại mình lại càng khó khăn thêm. Đấy là còn có mỗi mình mẹ đấy. Như thế thì cũng nói chung là bây giờ thì cụ là bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ngoài 80 rồi. Cụ ngoài 80. Thế hôm nào ta làm cái đám cưới bạc đi. Được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là 15 12 năm. Nãy em nói là 10 12 năm đúng không? 15 năm là bạc đấy. À thế ạ. Ừ. Đám cưới bạc á. Ta làm cái đám cưới bạc đi. Ừ. Dạ. Ui, cô yên tâm, cụ còn khỏe lắm. Mẹ chị là 84 tuổi, vừa mới sinh nhật cái đợt vừa rồi đây mà bà vẫn cứ phăng phăng đi bộ rồi tập yoga tất tần tật mọi thứ. Yên tâm. 3 năm nữa ta làm cái đám cưới bạc. Đấy có cả con. Tụi em có con chưa? Vợ chồng em thì lại hiếm muộn ạ. Vậy 12 hả? Năm rồi. Vâng. 12 năm rồi ạ. Ủa nhưng mà năm nay em mới có bao nhiêu? 35. Em mới có 35 thôi. Ôi 35 mình đã đi bác sĩ chưa? Nhà em thì cũng có chị ạ. Có đúng bác sĩ chưa? Nghĩa là có thể là kiểu nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Vẫn còn ok nha. Mình cái có đó biết là được là do chồng hay do vợ không? Cho mỗi bên một tí. Mỗi bên một tí. Ai cũng có tí vấn đề. Sau chương trình này có con nha. Chắc chắn. Chắc chắn sau chương trình này á, chị nói nghe nè. Thực ra cái việc mà chữa hiếm muộn bây giờ nó không có khó nha. Chị nói thiệt, cái chương trình của mình á, tại vì nay không anh Bin ảnh bận á, anh Quốc Thuận ảnh bận. Ảnh có quen một cái người bác sĩ chữa hiếm muộn rất là giỏi luôn. Rất là giỏi, bác sĩ về sản á. Như là mấy anh chị biên tập ở đây là có chắc có biết á. Em biết sao không? Chị sanh con bé Út nhà chị năm chị 42 tuổi. Đó, chị Trịnh Kim Chi á là sanh cái bé Út của Trịnh Kim Chi là hình như là năm 46 tuổi á. Chứ không có ấy đâu, cho nên là em yên tâm, em mới có 35 thôi, đừng có lo. Chồng là mới có 42 tuổi, trời ơi đừng hiện lo. Tại bây giờ em cũng biết một bác sĩ chị hiếm muộn và em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng bạn em tới đó rồi. Sao đó đây em giới thiệu cô Sông Hà. Cô, nhưng mà không biết là hai bạn anh Bình với bạn ở đây ở ngoài Quảng Ninh thì có điều kiện để vào trong này để mà thăm khám liên tục hay không, tại chị hiếm muộn không phải là một sớm một chiều. Đúng rồi ạ. Nó phải có quá trình, phải theo dõi mọi chuyện như thế nào. Anh Hoàng Mèo với chị Đại Ngọc Trâm ngày xưa cũng rất là khó khăn trong chuyện có con, và khi tới cô đã khám và cuối cùng hai vợ chồng. Cô canh hết tất cả mọi thứ. Bây giờ theo chị là như vậy đi, em Tuyên á, em ngồi chỗ đó, cái chỗ đó cũng linh lắm á. Bây giờ em chúc hai anh chị này đi, rồi em hứa là em sẽ đưa số điện thoại của bác sĩ đó đến để mà cho hai bạn, cho anh Hiền. Không, thực sự là mới nói chuyện con cái này là thấy em khóc, là em biết được cái sự mong mỏi của hai vợ chồng rất là nhiều rồi. Thực sự là 12 năm mà chưa có con là rất thèm cái cảm giác có con. Và thôi bây giờ coi như là em thay mặt anh Bin, em ngồi ở đây. Em chúc hai anh chị sau chương trình này sẽ gặp những gì may mắn nhất, đặc biệt là cái chuyện có bé Bi. Hy vọng là anh chị sẽ có bé Bi.
Đó. Trong năm nay có kết quả càng tốt. Và nếu được có cơ hội á, thì một tí nữa anh em mình sẽ lấy số điện thoại nhau. Được thì em giới thiệu được cái gì em giới thiệu cái đó. Tại vì em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng hiếm muộn cũng gần cả chục năm. Và bây giờ bạn em đã có con và sanh đôi luôn nha. Đó, cho nên là yên tâm. Sanh đôi là kiểu nào mà IVF ấy? Không, tự nhiên. Sanh đôi xong và về đó có đà, bây giờ nó có đứa thứ ba nó hơn em luôn rồi. Cái chuyện á, bác sĩ người ta sẽ có rất nhiều phương pháp, em yên tâm. Có nghĩa là khi mà làm tự nhiên, mà ví dụ như mình về cái vấn đề nào đó mà cái tự nhiên nó không phù hợp, người ta sẽ chuyển qua người ta làm cái tự tinh trong ống nghiệm. Mà bây giờ nha, theo như chị biết á, thì những người giàu á, người ta làm cái hình thức đó. Em biết lý do, cho dù người ta sanh được nha, tự nhiên người ta cũng không thích luôn. Đúng rồi. Người ta, tại vì người ta chọn lọc. Em hiểu không? Người ta chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của cả ba lẫn mẹ để ra một đứa con khỏe mạnh. Và nó là tuyệt vời đó. Cho nên là thực ra là chị thì chị nghĩ như vậy nha. Chị thì chị không có chúc. Nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Tụi em bị vấn đề tâm lý nó rất là nhiều. Em biết tại sao? Vì thứ nhất là ở vùng ở phía Bắc á, mà phía Bắc mà cái vùng Quảng Ninh hay là những cái vùng Nam Định hay những vùng quê miền Bắc, không phải Hà Nội nha. Là cái việc mà kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á, nó là một cái gì đó mà nặng nề áp lực nặng nề vô cùng luôn. Cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó, thứ nhất là mình bị áp lực từ bên ngoài vô, sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Từ bản thân mình, cái mong mỏi của mình càng nhiều thì cái áp lực của mình càng lớn. Em hình dung không? Thì cho chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau, đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao? Trong đầu chồng cũng nói thôi cố gắng làm sao để mà có đứa con rồi. Vợ cũng trời ơi, giái trời giái đất làm sao mà bữa nay ông trời ông bà thương cho mình được đứa con thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa. Tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết. Tại vì cái đó là không bao giờ có con được. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Cái chuyện mấy năm trời sau mới sanh á, là ngay là lúc đó là đã áp lực rồi. Chết rồi, sao bây giờ mình vẫn chưa có bầu. Chết rồi. Là ngay từ đó là tụi em đã bị áp lực rồi. Có nghĩa là cách đây là 10 năm là trong cái quan hệ vợ chồng tụi em đã bị cái việc đó rồi. Thành nó không có, nó kỳ lắm. Cho nên theo chị nha, thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa út năm chị 42 tuổi. Em 35, thời gian còn rất rất là nhiều. Ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình, cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi. Hai chồng làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi. Hiểu chưa? Rồi bên cạnh đó, nếu anh Tuyên anh giới thiệu với cái người bác sĩ đó thì coi như mình đi vào Sài Gòn chơi. Cứ nói là anh ơi, tuần này mình đi chơi nha anh nha. Ví dụ vậy, đến gặp bác sĩ xong xuôi rồi mình đi mình hưởng thụ. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Đúng một cái, sanh đôi, đương trai đương gái. Trời ơi, tuyệt vời. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng đó là cái này về dính chắc luôn rồi đó. Dính nhớ gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Nó mới cười đây, bây giờ qua cái cọc này nha. Chuyển qua chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này là tụi em phải nói hết. Để anh chị biết không, mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh. Có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những tâm sự của mình. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Không chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Trời, em có gì lau mắt. Cho xin miếng giấy mấy đứa ơi. Trời, tự nhiên nó ướt quá. Lên luôn đi, dậm luôn đi con. Dậm đi, em cứ ấy cho xong đi. Nó không có lem đâu, em chỉ cần tí nữa lấy số điện thoại em gửi cho bác sĩ Sông Hà. Cô ngày xưa là làm bên Từ Vũ, cô rất là giỏi, cô đã từng trị rất là nhiều cặp hiếm muộn rồi. Cái đứa út của chị là chị thụ thai trong ống nghiệm đó. Vâng. Tại vì lúc đó chị biết là mình lớn rồi, mình sẽ không thể nào mà khi sanh ra là nó sẽ rất yếu, nuôi nó rất là cực. Cho nên là chị làm cái phương pháp đó, mà chị nói thiệt với em, trời ơi, con biết ngô nhà chị là bằng hai đứa kia cộng lại ra nhỏ đó. Biết ngô dễ sợ, vừa khôn vừa thông minh, mà cha mẹ có nhiêu cái đẹp nó lấy hết.
Năm nay bạn em nói cỡ 100 năm sau thế giới là người toàn thứ dữ không á. Tại nó bắt những thành phần ưu tú đúng ra rồi, không? Ưu tú hết. Đó, rồi. Xong chưa bé? Được rồi đó, ok rồi đó nha. Rồi. Để sau lưng em luôn, để sau lưng em nhét sau lưng á. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đến phần thứ nhì đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua chương mới ha. Bây giờ giống như chị Vân nói lúc nãy, bây giờ hai vợ chồng trong quá trình sống với nhau có cái gì chưa hài lòng nhau, hay mong mỏi vợ mình hay chồng mình thay đổi cái gì thì cứ chia sẻ thật lòng hết. Để em nó nhẹ lòng ra để tối nay có con. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, em nói đi. Chồng em thì em cũng không có gì không hài lòng, bởi vì là nếu như bình thường ấy thì có thể là mọi người hay buồn vì chồng mải chơi, chồng đi đâu đó về muộn hay là bia rượu gì đó, bạn bè gì đó, nhưng mà chồng em thì lại không có những cái đấy. Thường là thích ở nhà với vợ. Đó, chứ còn cũng chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời đúng không ạ? Không có ít nói. Không có chia sẻ với vợ đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy hả anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy. Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ. Muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái với việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc là nghĩ là chị có nhiều việc đúng không? Giờ còn cái gì nữa không em? Em thì cũng chỉ thấy là như thế thôi ạ. Tại vì ở suốt 12 năm thì em cũng không thấy có cái gì nó đáng là để em phải nói là chồng em phải sửa cả. Nhưng mà bây giờ em tự gọi là em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Vậy em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Rồi em có biết những người bạn thân của chồng không? Có chị ạ. Có biết từ những người từ ngày đại học và bạn bè bây giờ, tất cả mọi mối quan hệ thì vợ chồng đều chia sẻ với nhau những cái đấy. Có bao giờ em ghen cái chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có một cái gì để mà em ghen hết. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng đi làm chiều về với vợ rồi chị ạ. Là không có em gái mưa gái nắng gì luôn á, đúng không? Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Tức là sao? Một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi, em làm đừng gì có nghĩ xấu nào ông ta. Đây rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả? Em chị nghe thì có vẻ tiếc nuối. Tại sao vậy? Tức là tự em không cho em cơ hội hay là vợ em không cho em cơ hội đó? Đâu, đấy là em nói thế thôi chứ còn thực chất đấy nó không phải là cơ hội chị ạ. Mà là nếu muốn em nói thiệt nha, 100.000 lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Mà vợ chồng em có hay dỗi hờn không? Chồng em không dỗi hờn với em luôn. Vâng, có thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi, xong sau đấy lại tự hết dỗi. Nó trải qua nhanh quá em cũng không hiểu lý do, em cũng không biết quá trình nữa. Vậy rồi có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì phải đây chị ạ. Đây là em ạ. Đây không bừa bộn luôn. Dạ. Rất là ngăn nắp gọn gàng ạ. Tất cả đồ của em á. Chỉ có một cái duy nhất là hay dỗi. Không dỗi, thích chia sẻ nhiều. Không chịu nói. Nhưng mà có dỗi nữa đâu, em thử ví dụ coi. Có một cái em kể một cái dỗi gì với vợ em mà vợ em không biết là em dỗi gì, tức là không đoán ý được em luôn á. Là ví dụ đi. Em còn nhớ không? Không chị ạ. Nói chung là những cái đấy kiểu nó nhỏ nhặt ấy, mình nó không để trong đầu làm gì cả. Vậy em cảm hả? Thấy thế. Vâng. Thôi giờ là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè? Không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn đấy. Gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Chị thấy không? Trời ơi. Một người phụ nữ mà không làm việc nhà. Thế chứ là ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà? Chị em nói chị nghe coi. À không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh ấy chị. Là nhiều việc quá đúng không? Thí dụ như cũng có thể là nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc, cũng có lúc rảnh. Nhưng mà cái thói quen
cái thói quen đấy, cái nào là thói quen rồi chị, là trốn việc luôn đó, thói quen không làm việc nhà là đúng không, kiểu từ nhỏ ấy đó, không phải từ nhỏ, lúc em ở với bố mẹ em thì em có phải làm việc nhà đấy. em cũng có phải làm đấy. Đấy, nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi đấy, lại cái này là thế xong cái ngày một cái hôm nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ, bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ, phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Thì tự cho mình một cái quyền là coi như là không làm luôn. Không phải là cho mình cái quyền đó mà tại vì từ ngày yêu nhau ấy là tất cả những cái việc đấy là chồng em đã làm rồi. Em hiểu cái đó. Tại vì hầu như tất cả những cái đó mình làm rồi. Cái cô ấy tự cứ định hình à sau thôi đó để em chồng làm, cái mình không làm nữa. Em mặc định cái việc đó là chồng em sẽ làm giúp cho em ấy. Em bị giống anh đó anh Vinh. Lau nhà, quét nhà hay cái gì toàn là em làm không. Đúng rồi. Bừa bộn đồ đạc cũng này nọ. Vợ em vẫn có làm chứ không phải là như em. Dạ. Nhưng mà khi nào một đống chân dần rồi mà em đi quay liên tục 3-4 ngày em nói ngày mai vợ dọn nha, chồng thấy chồng nhiều lắm rồi đó. Đó mới bắt đầu mới dọn. Em đi quay rồi ở nhà mới bắt đầu dọn gọn gàng lại. Có bao giờ em rơi vào trường hợp đó chưa? Tức là chồng nói là thôi anh bận lắm không ơi, em làm đi. Là có làm chưa? Em cũng có, nếu mà em nhớ được. Nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Ủa, em cứ nói xong mà em quên ấy. Điều có thể là ngập ngụa ra. Có thể là ngập ngụa ra ngay trước mắt đấy chị. Nhưng mà vẫn bảo là quên được. Quên đấy, nhìn thế này mà quên. Không chấp nhận được ạ. Em nghĩ là chắc là chỉ có chồng em chấp nhận được em thôi. Anh ơi, sao nhà bẩn thế anh nhở? Thế sao em không quét để em quên? Em thấy đâu mà em quên. Em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên. Đâu, nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy, thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Thôi nên lúc mình cũng nên làm đi để vận động tay chân, coi như là mình tập thể dục cho nó khỏe. Đã, em có tập thể dục ạ, còn làm việc nhà em cũng không hiểu tại sao. Rất là lý do nha. Mình để xem ông chồng ông ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi Hiền. Đó, em ước đi, bây giờ em ví dụ em tưởng tượng chị là bà Bụt đi. Đó, em ước thử đi. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Nó chỉ cần là ví dụ đồ đạc mà không dùng nữa hoặc là đồ đạc làm dùng xong ấy thì cất gọn vào, không vứt bừa bộn nữa. Đấy, ví dụ thế thôi. Là em chỉ cần thế thôi. Thế hai vợ chồng có cãi nhau không? Có lúc nào cãi nhau không? Cũng có chứ chị. Nhưng mà ít. Cũng có. Chồng em thì ngày đầu tiên lấy nhau về sau một khoảng thời gian ấy thì chồng em cũng có nói về cái tật này của em. Thế xong rồi chồng em bảo là bây giờ nếu mà vợ không dọn được ấy thì ít nhất lấy cái gì ra thì để gọn lại cái đấy. Em cũng bảo chồng em là em chỉ bảo mỗi một câu đấy thôi mà từ sau đó đến bây giờ là chục năm rồi chồng em không nhắc lại chuyện đấy nữa. Không nhắc lại luôn. Dạ. Nhưng mà tức là tụi em ngoài cái việc đó ra thì có cái việc gì mà để cho tụi em cãi nhau không? Không. Không cãi nhau luôn. Ít lắm ạ. Thế á, rồi cái lần cãi nhau mà gọi là nặng nề nhất á là làm tới cái việc gì? Ví dụ như nặng nề nhất á thì như là anh này anh tức quá anh quăng một món đồ ví dụ vậy, hay là em đá thúng đụng nia, hay là nói to kiểu như là mắng nhau á. Nặng nề nhất là cỡ nào? Có một lần là em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Em ra ngoài thuê nhà ở luôn? Dạ. Mấy ngày? Em ở một tháng ạ. Rồi lúc đó Hiền sao? Đợt mà vợ chuyển ra ngoài không biết. Đúng rồi ạ. Nghĩa là khi đấy em... À kiểu đợt đấy là kiểu bất đồng quan điểm ấy chị. Thế là em trước đấy là bọn em ở với nhà ngoại. Thế là xong là vợ em kiểu chuyển... ở nhà ngoại xong là vợ em kiểu muốn chuyển kinh doanh ra ngoài thành phố đấy. Thì em thì là em kiểu ngại đi lại vì em chuyển ra đấy thì em đi làm sẽ xa ấy. Thế là vợ em tự coi như là kiểu quyết là ra đấy, thế là vợ em đi. Vợ em tự chuyển ra đấy xong là thuê nhà rồi để làm kinh doanh ở ngoài thành phố. Thế chứ còn em thì sao? Cái lúc đó em có lên xin lỗi vợ hay như thế nào không? Hay là ở nhà mình không, rồi làm cái gì? Cũng không phải là xin lỗi mà là lúc đầu là em kiểu không đồng ý là đi xa thế thôi. Vì là đi lại thế thì mình đi lại nó cũng mười mấy cây ấy. Xong là đêm hôm nữa chẳng hạn thì nó lại vất vả cho cả hai vợ chồng. Thế là không... Còn vợ em cứ ra ngoài ở thì là về sau là em cũng kiểu phải theo. Tức là sao em theo vợ em gì đúng không? Phải theo chứ chị. Vậy bây giờ cái công việc kinh doanh của bé là ở ngoài thành phố luôn hay là đã về lại rồi? Không ạ, thì bây giờ hai vợ chồng em cùng ở ngoài luôn rồi. Ở ngoài thành phố, nó là cách cái khu vực chồng em làm khoảng hơn chục cây. Ý là hai bạn này ở với nhau mười mấy năm rồi. Dạ. 12 năm hết đúng không? 12 năm rồi. Mà eo ơi không cãi nhau này. Rồi em có cãi nhau nhiều nhất là bạn này chỉ có đi ra thuê nhà ở mà chẳng phải là vì cãi nhau nữa mà đi ra làm ăn. Rồi xong rồi bạn này đi theo bạn này ra lại rồi coi như
chị nói em nghe nè. Có nghĩa là tụi em hình dung không? Dạ. Cái cuộc sống hôn nhân kiểu như vậy á. Dạ. Thực sự nó cũng không thú vị đâu. Cái đó chị nói thiệt, giống như là cái tô bún suông ấy. Dạ. Có mỗi bún với nước trắng thôi, chết. Không hành, không ngọt, không tiêu, tỏi, ớt thì có mà chết. Lại không ra tô bún em ạ. Đấy, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng á, nó phải có hỉ nộ ái ố. Dạ. Có thể là không phải là cãi nhau mà đập nhà, đập cửa. Nhưng mà nó phải có những cái xung đột. Nó phải có những cái gọi là tranh luận. Không, những cái có chị ạ. Hỉ nộ ái ố giận hờn. Bởi vì sao? Cứ mỗi lần cái việc đó xảy ra xong rồi tụi em sẽ thấy yêu nhau hơn. Hiểu nhau thực hơn. Sự hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Chứ còn nó cứ như cái mặt hồ phẳng lặng á, thì thực sự mà nói thì nó cũng phải dành cho những người chẳng hạn như là 60, 70 rồi á. Thực sự có những các cặp các cụ nha, 80 tuổi vẫn cãi nhau. Vẫn anh em cãi nhau như thế, xong lại hòa, nhưng mà không có nhau là không ăn được. Dạ. Là phải chờ nhau về đã ăn. Đó, thì theo chị nha. Dạ. Tụi em nêm nếm vô xíu đi. Em bớt hiền đi, tên hiền. Thường cái tên là ngược lại đó em. Rồi tên là, nhưng mà em là hiền thật. Em tên hiền, em hiền thật em ạ. Em hơi giữ giữ tí đi. Bữa nào anh quá, dọn nhà cho tôi. Em giữ giữ đi cho nó ấy, cho nó thay đổi, nó ấy xong nó nhuận á. Rồi tự nhiên nó thấy, ô chồng mình hôm nay sao này. Ô, đấy, thú vị lắm em ạ. Lại không quen chị ạ. À đấy, cái không quen á, nó mới làm một cái sự mà gọi là sao ta? Mới mẻ. Trao đổi chất á, nó có những cái ngộ lắm em. Và chị không biết nói gì sao thôi, để bác sĩ của em nói cho bạn nghe. Đúng đó rồi. Tư vấn cho hai vợ chồng. Đã. Nha, chứ hiền lành lạc hậu quá là không được em ạ. Bây giờ em cứ phải fantasy lên cho chị. Nhá. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha.